Chào các bạn, hôm nay mình lại hướng dẫn cho các bạn làm một chiếc bẫy. Loại này thì bẫy loại chim thú to hơn, thì nó cũng giống như chiếc bẫy mà mình chia sẻ với các bạn ở video trước. Nhưng ở video này thì mình chia sẻ cho các bạn là dùng sợi dây rút kia, sợi dây thiết chân kia, là bằng sợi dây cáp các bạn nhé. Thì đây các bạn nhìn đây, đây là một sợi dây cáp. Là các bạn muốn lấy nó từ cái gì thì lấy. Đây là mình lấy từ cái dây của dây cáp dây phanh xe đạp các bạn ạ. Loại cỡ trung bình, cỡ vừa. Đấy. Còn nguyên liệu để làm thì vẫn là hai chiếc cọc như thế này. Và cái cách làm thì cũng giống như cái bẫy của video trước. Bây giờ mình sẽ thực hiện cho các bạn. Trước tiên này, các bạn này, vẫn đóng hai chiếc cọc này xuống. Hai chiếc cọc này có tác dụng là để làm cò cho chiếc cần bật kia các bạn nhé. Các bạn chú ý là đóng cho hai chiếc cọc này nó bằng nhau nhé. Nó bằng nhau. Sau đó là các bạn tìm lấy hai thanh ngang, để một thanh hãm trên này, và một thanh để hãm rưỡi, hãm bên rưỡi này, dưới này. Thì khi chúng ta kéo chiếc cò vào đây các bạn nhé. Bước tiếp theo thì các bạn là phải buộc chiếc thòng lọng này các bạn ạ, bằng cáp này. Thì đây là mình buộc demo cho các bạn thôi. Đây là cái thòng lọng nha các bạn nhé. Bạn chú ý quan sát này. Đây là chiếc thòng lọng. Đây là mình buộc làm ví dụ cho các bạn thôi. Còn các bạn nếu mà bẫy đi thực tế thì các bạn phải buộc cái vị trí này, cái khoen của thòng lọng này thật chắc chắn các bạn nhé, để đến khi mà nó rút vào chân là nó không bị sẩy được. Các bạn nên chú ý chỗ này. Sau khi các bạn buộc khoen của chiếc thòng lọng này xong thì các bạn tạo thêm một cái mối đầu mắt, gọi là đầu cục đi, ở phía phần này. Để làm gì các bạn? Để chúng ta sẽ buộc một chiếc kim vào đây, để chúng ta sẽ hãm cái dây cáp này lại để kéo vào chiếc nẫy kia, chiếc cò kia. Đây các bạn nhìn này, đây là một chiếc ghim này, đây là một chiếc ghim mình đã chuẩn bị sẵn đó. Sau đó các bạn sẽ buộc nó vào phần này, mình sẽ buộc nó vào nha các bạn nhé. Các bạn buộc chắc chắn, bởi vì cái này cũng rất quan trọng, bởi vì cái này là cái dây này là để kéo hãm cả một cái sợi dây cáp theo cái cần bật các bạn ạ. Đó, cho nên các bạn phải buộc chắc chắn. Rồi, sau đó là các bạn sẽ buộc sợi dây cáp này theo lên đầu cần bật. Đó, buộc sợi dây cáp này lên theo đầu cần bật nha các bạn nhé. Đó, các bạn buộc lên đầu cần bật. Các bạn nhìn đây này, đây là một chiếc cần bật mà mình đã chuẩn bị sẵn, và mình thấy vị trí nó có sẵn theo cái lối đi của con thú nhá, chẳng hạn như là lợn rừng hay là hươu nai hoãng gì đấy các bạn, là ở cái vị trí này là rất là đẹp. Và có một cái cây sẵn tự nhiên như này thì mình sẽ làm một chiếc cây như thế này cho nó chắc chắn. Bởi vì sao? Đây là một cái cây tự nhiên. Và các bạn chú ý này, khi cái đầu này này thì các bạn nên để chiếc chạm ngạc như này đi,
và chúng ta sẽ buộc cáp ở phía phần bên dưới như ngón tay mình đang chỉ đây. Đấy, như ngón tay mình đang chỉ này thì là nó sẽ chắc chắn và nó sẽ không bị tuột đi nha các bạn nhé, không thể nào tuột đi được. Đó các bạn chú ý nhé, tìm những cái cây như thế này. Rồi các bạn, sau khi mà đã buộc được chiếc cần bẫy xong thì các bạn kéo xuống và sẽ cài cài khóa cho chiếc bẫy này. Mình gọi là mình làm cài cò đấy, cài nẫy đấy. Thì các bạn nhìn đây, đó thì nó chỉ đơn giản có như thế này thôi. Thì đây là đường cái dây cáp nha các bạn nhé. Đây là dây cáp mà cái đoạn này tại sao nó lại thế này các bạn, bởi vì đây là cái dây cáp mà nó ngắn cho nên là mình nối lại cho nó dài ra để cho nó cao lên tới với đầu cần của chiếc bẫy nhé các bạn nhé. Thì các bạn phải chú ý là các bạn phải làm nên nó phải tầm cao qua cái phần cái đầu cần này, các bạn phải làm cao qua cái phần mà để cho con thú nó đi qua, chẳng hạn như hươu nai nó đi qua thì nó mới đi qua thì nó mới không bị trồ vào, còn các bạn mà để gần thấp quá thì nó trồ vào thì nó đi nó sẽ nó khó rất là khó, và có khi nó quệt vào thì nó đã bị bật mất rồi cơ, chưa chưa nói là nó đã giẫm phải. Thì các bạn nhìn đây, đây là chiếc chiếc kim mà mình vừa buộc lên cái phía đầu cục mà như trước trước video ở phía trước video mình đã nói ấy, là mình buộc cái kim này để mình hãm lại chiếc dây đó, hãm lại chiếc dây và để chiếc kim này có tác dụng là làm hãm lại chiếc dây này và có tác dụng là để làm cò để cài vào cái thanh sập ở phía bên dưới các bạn ạ, để cho chiếc bẫy có thể sập được. Đấy các bạn chú ý này, chúng ta sẽ cài như thế này và gài chiếc kim như thế kia, và để chiếc bẫy này có thể sập được thì các bạn làm một thêm một phần công đoạn nữa, đó là đào cho nó một cái rãnh nhỏ thấp xuống để mà khi con thú nó đi qua, khi mình gác cây lên cái phía phần kia kìa thì nó có thể sập rụt xuống nhé các bạn nhé. Mình sẽ tạo cho chiếc bẫy này một chiếc lỗ nho nhỏ xuống. Để chúng ta đặt những chiếc thanh ngang để làm cần sập thì nó sẽ bị dẫm thụt chân xuống các bạn ạ, và nó sẽ bật được cái cò này lên. Sau khi các bạn tạo cái lỗ hẫng như này xong thì các bạn gác những thanh que ngang như này để làm gì các bạn, để khi mà con thú nó đi qua nó dẫm vào cái này, dẫm xuống như này và chiếc thanh ngang làm cò đây nó sẽ bị tụt xuống các bạn nhé, tụt xuống và chiếc cò này, chiếc kim này nó sẽ bật lên và chiếc vòng tròn này, chiếc thòng lọng này nó sẽ thít chân, con bổ treo thẳng ngược lên các bạn nhé. Sau đó các bạn sẽ phải ngụy trang cho nó bằng những chiếc lá khô ở trên rừng. Đó, các bạn sẽ đặt những chiếc lá khô này lên.
ta sẽ đặt những chiếc lá khô này lại, ngụy trang lại để che đi những phần mà những phần mà sơ hở của chiếc bẫy nó lộ các bạn ạ. Và phần đất này chúng ta cũng sẽ làm lại cho cẩn thận, chúng ta sẽ vun lại. Phần lá cây này chúng ta sẽ đắp lên. Đó, chúng ta sẽ ngụy trang được một chiếc bẫy bật như thế này. Rồi khi mà chúng ta đã ngụy trang thì nó được một chiếc bẫy như thế này nhé các bạn nhé. Đây là mình làm ví dụ thôi, demo cho các bạn thôi, cho nên là mình cũng không ngụy trang nó cẩn thận kín hết. Nhưng mà như thế này nó cũng là tương đối rồi. Thì đối với những chiếc bẫy này ấy, thì đánh vào bẫy ấy, vào những cái lối đi của chim thú các bạn ạ, của lợn rừng, của hươu nai đi qua. Thì các bạn thấy những cái lối mà nó hay thường hay đi lại thì các bạn sẽ đặt cái bẫy này 5-7 cái hoặc có thể chục cái hơn nữa đi chăng nữa, vào những vị trí mà thích hợp, các bạn cho là thích hợp để các bạn đặt cái bẫy này. Thì chiếc bẫy này là bẫy được chim thú lớn, cho nên các bạn phải chú ý là cái dây cáp kia, là các bạn phải cái dây cáp này đó các bạn, là các bạn phải là dùng bằng dây cáp các bạn nhé. Chứ các bạn nếu mà dùng những dây dù nhỏ không thể bắt được những loại thú to như lợn rừng, hươu nai đâu các bạn, nó sẽ dẫy và nó sẽ làm đứt luôn các bạn nhé. Thì hoặc nguyên lý hoạt động của nó thì chỉ có như thế này thôi các bạn ạ. Và dây cáp và cần bật và một chiếc nẫy, và để chúng ta có thể mà khi chúng ta bẫy được con thú thì khi nó đi qua, giống như mình ví dụ đây, đi qua và dẫm vào đây và nó sẽ bật lên và sẽ thít vào chân như thế này và sẽ treo ngược lên nhé các bạn nhé. Đó, thì video này mình chia sẻ cho các bạn cái cách bẫy những loài thú lớn bằng cái bẫy thít chân này. Thì ở những video sau mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn ở những cách bẫy chim thú khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.